Sau 3 ngày xuất hiện vết nứt gãy ngang sườn núi Pù Mèo thuộc địa bàn Bản Phục, xã Nậm Giải, thì đến sáng hôm nay ngày 2 tháng 10 mới chỉ có 1 trong 4 hộ nằm trong phạm vi bị ảnh hưởng trực tiếp tiến hành tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản, phòng núi lở vùi lấp. Phải di dời thôi. Di dời thôi, giờ mình ở tạm ở đâu? Ở tạm nhà cộng đồng thôi. Nếu mà trời mưa to liên tục thì chắc chắn là sẽ sập hẳn cái nửa của đôi này, vì cái vết nứt rất là rộng to, sâu lắm. Bọn em rồi cái đen pin xuống cái đáy mà không có thấy được. Mặc dù được xây dựng kiên cố, nhưng sau trận mưa to trong ngày 26 tháng 9, nhiều căn nhà của người dân các bản Mường Piệt, Mường Phú, xã biên giới Thông Thụ đã bị bùn đất sạt từ ta luy dương tràn xuống, bịt kín phía sau. Rất hoang mang và lo sợ. Thậm chí là gia đình không dám ngủ ở trên nhà luôn, là phải sang nhà bên cạnh để ngủ nhờ. Bùn, đất, tôn, gỗ, cây to, vật liệu nằm ngổn ngang chèn lấp gần như kín hầm, sàn, nơi ở của nhiều hộ dân bản Hiệp Phong, xã Thông Thụ như thế này. Mặc dù nguy hiểm, nhưng từ ngày 26 tháng 9 đến nay, người dân nơi đây vẫn phải cố bám ngôi nhà của mình để canh giữ tài sản trong tâm lý bất an, lo sợ. Cũng phải bám đi ở tới không chưa, vì mưa to thì chảy. 6 người xin cho ở nhà chỉ hiếu thôi, đi rời đi chỗ mô, không có chỗ, sợ quá, ăn không ngon, ngủ không yên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 9, trên địa bàn huyện Quế Phong đã có mưa rất to, gây sạt lở đất tại một số khu vực. Đặc biệt tại địa bàn xã biên giới Nậm Giải, Thông Thụ, có một nhà sập hoàn toàn, 33 hộ nằm trong phạm vi nguy hiểm. Mặc dù thời gian xảy ra sự cố đến nay đã 10 ngày, nhưng việc di dời các hộ dân đến nơi an toàn vẫn chưa được thực hiện, trong khi khu vực này vẫn có mưa to về chiều tối. Với cái số lượng hộ gia đình bị thiệt hại vượt quá cái khả năng của địa phương, rồi hộ gia đình rất khó khăn về cái tài chính để san gạt cũng như di dân đến cái điểm ổn định. Về lâu dài thì đối với hộ dân sạt lở nguy hiểm thì chúng tôi sẽ thực hiện cái việc là đưa đến nơi an toàn, đó là cái khu tái định cư vùng sạt lở nguy hiểm của 33 hộ dân để đảm bảo cho hộ dân được sinh sống lâu dài ổn định. Đất trôi, nhà sạt, trong khi trời tiếp tục có mưa to, vì vậy là việc lở núi có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đặt giả thiết việc di dời khẩn cấp các hộ gia đình này chậm được triển khai, thì khả năng việc vùi lấp các hộ gia đình này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mùa mưa năm nay chưa kết thúc, hơn nữa khu vực miền núi Nghệ An được dự báo có thể tiếp tục xảy ra thời tiết cực đoan. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn cho hàng chục hộ dân nằm ngay khu vực sụt trượt lở núi tại huyện Quế Phong rất cần được địa phương thực hiện khẩn cấp.